này. Hôm nay hôn trước mày được mấy điểm? Được 9. Đúng nha. Nó nổi cơ điểm đánh ghen đấy. Ui thật á. Ừ. Thế nào? Ui. Này. Lên mà. Lên kia. Thế nào? Được chưa? Mọi người tiểu tam đến rồi đây à? Mày bắt trend hơi bị chậm rồi. Giờ người ta không gọi là hot girl tiểu tam nữa đâu, mà người ta gọi là trà xanh. Nhưng cái đứa trà xanh ý thì hay đạo lý vớ vẩn lắm. Mình hiểu sao được? Này, người ta sinh ra cái miệng là để ăn, để nói. Sao dùng đi la liếm thế? Bênh nhau cơ. Không biết đã sơ mối được gì chưa mà bênh nhau như chó bênh chủ thế. Này, bác cô, cậu đang làm trò gì đây? Dạo này anh có vẻ thích bạo lực nhờ? Từ hồi anh quen em, anh bị nhiễm máu chó của em đấy. Thế chính ra máu chó tốt hơn máu người đấy chứ. Cảm ơn anh đã bênh em. Thôi em đừng nói mấy câu nghiêm túc như thế. Anh không có tiền đi điều trị sang chấn tâm lý đâu. Cười cái gì? Thì em cảm thấy vui thôi. Ngoài túi ra, anh là người đầu tiên bênh em đấy. Em nghĩ nhiều mấy cái đấy làm gì? Có phải ai cũng thích chửi bới người khác đâu. Ước gì đây chỉ là một giấc mơ dài. Sau khi tỉnh dậy, mình sẽ không còn nhớ gì cả. Mình là ai? Mình sống thế nào cũng được. Em chưa thấy ai nói triết lý mà lùng củng như em cả. Em nói thế thà đừng nói ra. Có hình ảnh và một số tin nhắn tôi đã chụp lại. Có cả mấy cái ảnh hơi nhạy cảm nó gửi cho tôi xem. Bệnh hoạn. Mà tại sao cậu không gửi tin nhắn cho tôi? Dùng USB thế này tôi biết kiểm chứng thế nào. Tôi có phải thằng ngu đâu. Gửi qua tin nhắn để chị chụp lại màn hình, tôi toi à? Tiền của tôi đâu? Từ từ, tôi phải check đã. Xin mời, chị có thể check thoải mái. Cậu làm trong nghề này, chắc việc tung lên mạng không khó gì với cậu đúng không? Thế thì cũng phải mua post, mà chi phí cũng khá khá đấy. Tiền không thành vấn đề. Em đến đây làm gì? Nghe nói là anh bị đánh ghen nên tôi đến xem thế nào. Không có chuyện đấy đâu. Em lại có suy diễn linh tinh. Mà một chuyện cũng chỉ đến thế thôi. Bây giờ anh tu rồi. Tu gì? Tu hú à? Tôi chán phải tin anh lắm rồi.
Kiểu vợ, anh nói thật mà, là đàn ông dăm ba cái chuyện bên lề cũng khó tránh khỏi. Vợ ơi, vợ cho anh về nhà nhé. Vợ mới sinh em bé, để cho anh về nhà anh còn đỡ đần con cái với em chứ. Để cho anh chia sẻ với em nhé. Anh yên tâm, con đã có giúp việc chăm rồi. Mà nếu nó thích có một người bố mới ấy, tôi cũng chỉ cần búng tay một cái là xong. Vợ nói gì anh cũng không để ý đâu. Đối với anh bây giờ, vợ anh vẫn là nhất. Thế á? Vợ anh là nhất hay tài sản của nhà vợ anh là nhất? Anh cứ cẩn thận đấy. Gầm trạn nhà tôi cao lắm. Một thằng khố rách áo ôm như anh ấy, cọc đầu, chảy máu đấy. Tôi bảo này, về cái vụ đầu tư ấy, có khi là tôi rút. Trước mắt tôi cần giữ tiền đã. Thế nhá. Chào My. Kìa My. 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 Em biết tôi à? Em nói đùa thế nào ấy chứ. Xinh đẹp như em, nổi tiếng như em, ai mà chẳng biết. Ai? Thôi anh không trêu em nữa. Anh nói thẳng luôn cho đỡ mất thời gian nhá. Anh đang có một sugar daddy, cần tìm một baby xinh đẹp như em đấy. Hàng tháng á, chỉ việc ăn, ngủ và nghỉ cũng có vài chục triệu đấy. Anh còn lạ gì kiểu như em nữa. Em có biết không, trước đây anh từng dẫn mối cho vài em, nhờ có anh mà họ trở nên nổi tiếng đấy. Em cứ yên tâm đi, kín đáo mà. Hơn nữa, em xinh đẹp như thế này, kiểu gì mà chẳng được giá. Cút khỏi tầm mắt của tôi. Chó đây, nhẹ không nghe à? Hả? À, mẹ con chó nào đấy? Em có sao không? À, nhìn cũng đẹp trai đấy. My, nay thằng này, mai thằng khác à? Suy nghĩ kỹ lại lời đề nghị của anh đi nhá. Này,